Hãy tiết kiệm hơn trong mùa hè với Toyota of Dallas. Chúng tôi có hơn 700 xe mới và 300 xe đã qua sử dụng. Có chương trình dành cho người mới mua xe lần đầu. Đặc biệt, chúng tôi vẫn đang có chương trình E-Check. Không tín dụng, tín dụng thấp, thu nhập thấp không thành vấn đề. Chúng tôi sẽ chăm sóc bạn từ A tới Z. Phương châm của chúng tôi thẳng thắn, tận tâm và uy tín. Hãy gọi ngay cho Daniel Lê, Giám đốc tiếp thị Á Châu 214-304-7311 214-304-7311.